Sau đó mình quay trở lại với video về những cái dự án qua bây giờ thì trong một dự án Black Box Foundation về điều hành kinh doanh phân tán thế giới thế hệ mới. Thì đây là cái phiên bản giấy trắng wallpaper cập nhật mới nhất của cái dự án này, các bạn có thể tải trên cái trang web chính thức của dự án này. Thì ở dưới đây có những tóm tắt về những thông tin của dự án này. Black Box OS, viết tắt là BBOS, là một cái nền tảng quản lý và điều hành block token thế hệ mới để quản lý các công ty, đội nhóm và dự án được phân tách, phân tán trên blockchain. Nó xây dựng trên Ethereum. BBOS là một cái ứng dụng phân tán DApp phục vụ cho cái người cộng tác nội bộ, tổ chức đóng góp và chủ sở hữu token, cũng được gọi chung là mạng Black Box. Cùng các hợp đồng thông minh và dữ liệu được lưu trữ phi tập trung, BBOS dường như loại bỏ hiệu quả các tiến trình công việc trùng lặp, nâng cao sự hợp tác và phần thưởng được phân bổ công bằng dựa trên các đánh giá khách quan hơn. Tương lai của công việc là ở đây, và khi các tổ chức truyền thống chuyển từ các mô hình kinh doanh truyền thống lỗi thời, họ sẽ cần một cái phương thức chuyển giao giữa giấy tờ hiện hành và hợp đồng điện tử và hợp đồng thông minh. Thì BBOS thu hẹp khoảng cách giữa thế giới phi tập trung và cho phép các tổ trưởng giải phóng sức mạnh của cái công nghệ phân tán và trí tuệ nhân tạo. Sự phát triển và tăng trưởng của các mạng phi tập trung sẽ cải thiện đáng kể sự hợp tác của con người và giảm chi phí bằng cách trao quyền cho từng nốt trên mạng. Thì Black Box OS là một hệ điều hành kinh doanh tiên tiến, linh hoạt cho các tương lai công việc và đóng vai trò như một cái cổng tương tác với mạng Black Box. Các tổ chức cộng tác viên có khả năng cá nhân hóa cao có thể trở nên hiệu quả hơn, và những người đóng góp được cung cấp các công cụ để hoàn thành các nhiều công việc hơn. Thì đây là cái mạng của cái BOS này, các bạn có thể xem những nội dung của trong cái giấy trắng dưới đây. Thì ở đây có cái token Black Box thu hẹp khoảng cách giữa thế kỷ phi tập trung và cho phép các tổ chức giải phóng sức mạnh công nghệ phân tán, trí thông minh nhân tạo và các công nghệ hàng đầu khác. Sự phát triển và tăng trưởng các mạng phi tập trung sẽ cải thiện đáng kể sự hợp tác của con người và giảm chi phí bằng cách điều chỉnh các bên liên quan, khuyến khích những người đóng góp và tăng tính minh bạch trong việc giao dịch. Thì ở đây cái Black Box OS đưa bao gồm các nốt model có khả năng cấu hình và có thể dễ dàng được chọn và thêm vào tổ chức của bạn thông qua cái marketplace model. Các model này bao gồm các dịch vụ và sản phẩm cung cấp chiến thắng ngay lập tức và giá trị tổ chức lâu dài. Khi hệ thống phát triển, nó học và cải thiện, khi tổ chức được đưa vào hoạt động, họ trở thành một cái thành viên tham gia vào mạng Black Box. Mạng Black Box bao gồm chủ sở hữu token, các tổ chức tham gia vào Black Box Foundation và khả năng tương tác tổ chức tham gia các tiềm năng đáng kể, nhưng tất cả chia sẻ khuôn mẫu. Đó là token BBOS. Thì token này là một cái tiện ích đa năng vận hành sinh thái bằng cách tận dụng các cơ chế của token. Hành vi được thực thi với tất cả các chủ sở hữu token và chất lượng quyết định chuẩn trị sự đồng thuận, thúc đẩy phản hồi và một lợi ích bổ sung. Blockchain cung cấp dữ liệu chính xác, không thay đổi và mang lại cái tầm nhìn công bằng cho tương lai. Thì ở đây năm 2015 bắt đầu họ xây dựng cái ý tưởng, và 2016 mới đánh giá giả định, 2017 giải pháp blockchain, và 2018 này mạng Black Box ra đời. Với cái Black Box OS này, các bạn có thể xem ở đây BOS DApp đóng vai trò như một hệ điều hành kinh doanh, có cái thể tăng thêm cái giá trị bằng cách tăng cường các thành phần cá nhân của tổ chức và nâng cao các sức mạnh tập thể, làm cho các tổ chức hiệu quả hơn. Năm yếu tố của cơ cấu tổ chức mà BBOS chủ yếu sẽ tập trung vào là quản trị, lương thưởng, danh tính, quản lý và bảo mật. Thì với kiến trúc và công nghệ blockchain, hệ thống của chúng tôi đang trong cái giai đoạn kiến trúc với đội ngũ nòng cốt nhiều năm kinh nghiệm, tạo điều kiện cho sự hợp tác phi tập trung và tự động hóa kinh doanh. Và chúng tôi xây dựng cái Black Box OS này thì sử dụng cái Ethereum là nền tảng và hỗ trợ cái cộng đồng lớn hơn để đảm bảo tiếng nói của chúng tôi đáp ứng nhu cầu của những người tham gia. Các đồng thông minh được hiện bởi Ethereum bằng ngôn ngữ lập trình và được sử dụng cái sổ cái để phân tán cái BBOS, mạng lưới Black Box tận dụng cái mô hình giao dịch này. Với các lớp dữ liệu lưu trữ thì DApp chính là cái tận dụng sẽ các hợp đồng thông minh và IPFS như cái backend sẽ lưu trữ tài sản trong cái toàn bộ mạng lưới các nốt lưu trữ này. Và khi cái mạng phát triển, lượng lưu tại tiêu thụ này nguyên này sẽ tổng cái chi phí hoạt động sẽ tăng lên, và chi phí sẽ được chi trả bởi cái khoản phí áp dụng cho các hàng động lưu trữ yêu theo yêu cầu, hay các lớp tính toán hay khả năng mở rộng những cái danh tiếng. Cái điểm giá trị có thể phân phối ở đây là DVP, đó là cái điểm giá trị có thể phân phối, làm cái số đầu và cái phản ánh giá trị của
người ra dựa trên cái loại kỹ năng và mức độ kỹ năng cần thiết, nỗ lực dự đoán và tỷ lệ thị trường công bằng và yếu tố cho phép điều chỉnh các yếu tố như các ưu tiên hấp dẫn. Thì BVS ở đây nó như là một cái kết quả chỉ số quy trình tự điều chỉnh và thay thế cho cái việc ước tính truyền thống lỗi thời và chủ quan hơn. Thì ưu điểm của nó là mạnh mẽ vì nó có thể hiểu cái ước tính độc lập và xác nhận cái nỗ lực tập trung và cái sự đồng thuận và minh bạch. Thì bằng cách này thì nó có thể đề xuất với người đóng góp và yêu cầu có thể hiểu nhau hơn với các bằng chứng giá trị hay là cái model Black OS. Thì model DVP, cách thức hoạt động của nó thì model xuất hiện xuất được xây dựng xung quanh ý tưởng đề xuất và đề xuất được các hợp đồng thực thi được xây dựng trên cái dự án cụ thể hoặc có thể phân phối các sở hữu token với các chức năng chính hệ thống bình chọn đánh giá cuối cùng sử dụng trường hợp qua các đề xuất bán đóng hộp bên ngoài. Thì Black Box OS này hỗ trợ đề xuất những người đóng góp nội bộ rồi những người sở hữu token bên ngoài. Và đây là những cái độc đáo ở bên ngoài, ưu điểm là minh bạch, chính xác, kỳ vọng rõ ràng. Mạng Black Box ở đây các bạn có thể thấy các thành viên tham gia hay cái thống nhất tài sản và lao động, dân chủ linh hoạt, khuếch đại trí thông minh, bảo mật, an toàn dữ liệu. Về cái token BBOS thì nó là cái đơn vị giá trị trao đổi trong hệ sinh thái mạng Black Box này. Về sử dụng thì ưu tiên quyền sử dụng sản phẩm, quản trị cơ chế đóng góp và quyền truy cập vào sản phẩm. Thì ở đây nó sau khi hợp đồng quản trị được triển khai thì token BBOS này tạo ra cái nền kinh tế giao dịch dựa trên những giá trị. Và hơn thế nữa thì họ có thể một cái tương lai tạo ra Black Foundation để duy trì và phát triển cái mạng Black Box này. Thì Black Box Foundation là một cái tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ quảng bá, giáo dục và hỗ trợ Black Box OS, token BBOS và ứng dụng phi tập trung hệ sinh thái tổng thể. Và tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một cái hình thức làm việc hiệu quả, công bằng hơn và từ đó thúc đẩy cái sự thay đổi xã hội bằng cách thiết kế công việc xung quanh trải nghiệm của người. Với trí thông minh của nhân tạo, blockchain và các dạng công nghệ khác đang mở rộng nhanh chóng trên tất cả lĩnh vực, thì Black Box Foundation tồn tại để cung cấp các hệ điều hành kinh doanh trao đổi trao quyền của người làm việc thế hệ mới. Không chỉ là khái niệm lý thuyết mà chúng tôi sẽ dùng một hệ sinh thái với những người đóng góp đẳng cấp thế giới chia sẻ các lợi ích chung để sử dụng trí tuệ nhân tạo AI hay là những cái model khám phá model HR con người. Các đó họ kết hợp với nhau để tạo cái tương lai này. Thì ở đây có những cái danh từ viết tắt các bạn có thể tìm hiểu qua. Thì trên đây là cái thì trên đây là những cái từ viết tắt của cái dự án này ấy, các chính sách DAO và các nguồn tham khảo các bạn có thể tìm hiểu thêm trên các trang blog như CoinDesk, Medium hay blog Ethereum hay NFT Stanford. Ngoài ra có những trang mạng xã hội các bạn có thể tham gia như trang Telegram, Telegram, Twitter, LinkedIn, Bitcoin Talk, Facebook, GitHub, YouTube, Meetup. Thì đây là cái video của mình review đánh giá về cái giấy trắng wallpaper này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.